心念念一直反驳，心事深深偷闯又奈何，任谁能猜透彼我诉说。若执念悄无声，已试着回首护一个人，不说不问，期盼与你一生。若今生是为你，能嫁接开世间的年轮。từ nhỏ ta đã thích một người, nhưng chưa từng nói với ai cả. Ngoại trừ mẹ ta, không ai biết cả. Ta không dám nói cho người khác. Dọa tỷ sợ rồi à? Nhị sư huynh hay là tam sư huynh? Không thể nói. Rõ là sau khi muội từ hôn có cơ hội. Bỏ đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Không nói cũng tốt. Không nói thì ta nhìn thấy người đó cũng sẽ không thấy buồn, cảm thấy người đó đã phụ muội. Không có phụ muội, chưa bao giờ.